Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay hiện tại mình đang có mặt ở phía thung lũng này. Wow, đậu xanh, đông người phải hải anh em. Chạy lên trên cái luôn nào, wow. Phải gọi là cực kỳ là gắt luôn mọi người ơi. Căng vậy. Ây à, người đâu? À kìa. Úi dồi em ơi. Úi dồi em ơi. Vậy như vậy là kẹo chuẩn bị có cho mình được một mạng đầu tiên. Anh em thấy là có dễ dàng không ạ? Ơ kìa, nữa hả? Em ơi, đứng lại đi em ơi. Wow, đứng lại đi em ơi. À, sau gốc cây hả? Em ơi, ok. Mình sẽ qua để lút đồ cái đã. Uầy, thật không thể tin nổi là nó lại có cả Goza luôn. Quá là đã mọi người ơi. Các bạn là tại vì kẹo đang sử dụng cái huy hiệu thợ săn. Thế nên là nếu mà kêu được một mạng đầu tiên ấy, thì nguy cơ mà nó ra được những cái khẩu súng trong thính ấy, nó khá là cao rồi anh em ơi. Wow, ở phía dưới thung lũng thì vẫn đang có người luôn. Ok, chúng ta sẽ chạy xuống phía dưới luôn nhỉ. Và sao phải ngại. Ây da để coi, wow. Phải gọi là bắn nhau căng vãi trưởng ấy. Nếu như là có đứa nào nó lại dùng cả súng phóng điện nữa thì thật sự là mình cạn lời luôn. Let's go nào anh em ơi. Chưa thấy ai cả. Có lẽ là kẻo sẽ đứng cạnh ở trên để cho sát thủ đẩy xuống dưới và ăn mạng. Đó, tức là mình chỉ là nhiệm vụ cover mà thôi. Ok. Và đây nữa hả? Ây, thêm một lần nữa. Knock rồi nhé em ơi. Bây giờ là lên bảng điểm số luôn này. Vâng, thế là kẹo mới có được mạng thứ hai. Tôi nghĩ là sát thủ đã có được là khá là nhiều mạng đấy. Quay nữa hả? Cái đậu xanh em ơi. Mày tính chạy với anh à? Và thế là xong luôn nhé. Kẹo đã có được mạng thứ ba. Hôm nay thì mình mặc một cái bộ trang phục nó khá là độc đáo. Đó là đuôi thì mình sẽ mặc bộ trang phục giống như kiểu là đuôi khủng long. Còn ở trên thì sẽ là bộ trang phục mình nhớ không nhầm thì đây nó là cái bộ trang phục hồng nhan mọi người ạ. Đấy, kết hợp với đuôi của một cái bộ trang phục thẻ vô cực mùa mới. Chính là mùa hiện tại đây. Ok ngon. Vậy là kẻ đã có được cả tay súng 3 nữa. Tay súng 1 thì tất nhiên là mình sẽ trang bị vào súng tiểu liên. Bởi vì là súng tiểu liên ấy, hầu như là chúng ta chỉ bắn ở phạm vi gần. Vì thế nên là trang bị cái tay súng level cao hơn nó cũng không có cái tác dụng nhiều lắm. Sát thủ ơi, ok. Bây giờ thì sẽ là câu chuyện giữa là hai thanh niên cùng đi trên một chiếc xe lam. Và cái chiếc xe lam này thì kẻ địch nó rất là dễ dàng có thể xây được luôn. Tôi không biết là bao nhiêu lâu nữa thì nếu mà tôi cứ chạy con xe lam này, khả năng cao là tôi lại phải rời khỏi trận đấu sớm anh em ơi. Mình nghĩ là vậy. Vì là anh em, nếu mà anh em nào chưa quen ấy, có thể biết được rằng là cái xe này ấy, nó cực kỳ là sida luôn. Thôi kệ đi. Team của mình sẽ lên trên phía cổng chờ cái đã. Ok, và số lượng người chơi còn lại trong cái vài đấu này đó là 28 người chơi. Nào, nhanh chân chạy lên trên. Mình đã thấy là có luôn một cái ký hiệu ở ngay phía trên rồi nha em ơi. Đó, ở ngay kia luôn. À đây à? Tưởng gì hả em ơi? Wow, em ơi, ngồi cạnh gốc cây à và ăn tông luôn nhé. Ok em ơi. Chuẩn bị có được mạng thứ tư nha mọi người. Ok, quá đã luôn. Yes. À, chỗ tờ mang có người hả? Đẩy lên luôn và sao phải ngại. À đủ. Hình như là sát thủ nó đã clear xong rồi nha em ạ. Còn tôi thì lại không ăn được mạng nào ở trong cái tình huống vừa rồi. À kia, đang còn một đứa nữa. Wow, đậu xanh. Sát thủ ơi, nhanh tay vợ ơi. Anh em thấy là mình chơi với sát thủ nó ăn mạng quá là nhanh luôn. Đúng là theo cái tên, sát thủ nên là ăn mạng cực kỳ là nhanh. Không sao vì là sĩ kẹo đã có được mạng thứ 5 nhá. Nói chung là hiện tại thì mình đang cố gắng là kiếm thật là nhiều kill cho nó bằng được cái số lượng kill của sát thủ anh em ạ. Ồ, ok, let's go. Đồ thằng này thì cũng chỉ có là thêm đạn súng trường mà thôi. Chúng ta sẽ lượn qua phía này coi. Đây, hòm sắt này. Vừa có thêm được đạn tiểu liên. Cơ bản thì cũng chẳng còn đồ gì để loot nữa. Với lại thì ba lô của kẹo đã full là 98% luôn. Anh em ơi, bộ nâng cấp giáp kìa. Chặn không cho sát thủ ăn. Mình sẽ cố gắng ăn để nâng lên được cái giáp ma. Sát thủ ơi, đừng ăn bạn ơi. Cho kẹo ăn với nào. Đậu xanh. Đồng đậu của tôi nó vẫn cố ăn cho bằng được. Ây à,
Tại sao bạn không nhường cho mình để mình nâng lên được cái giáp ba nào bạn? Bạn lại... Ui dồi ôi, bạn lại ăn mất cái nâng giáp của mình. Mình quá là buồn luôn. I am so sad. Chạy qua cửa lớn này thử coi nào. Sát thủ ơi, đợi tôi với ông ơi. Làm gì mà chạy nhanh vậy hả? Đây ông ơi, chạy vừa thôi ông ơi. Để coi, ở đây chúng ta lại không có gì cả. Từ từ ông ơi, làm gì mà chạy nhanh vậy? Chạy nhanh vậy thì tôi cũng chịu luôn đấy nhé. Đây anh em ơi, chạy nhanh luôn nào. Hình như là sát thủ nó ép cái tính năng của Kelly ấy, nên là nó chạy rất là nhanh, còn tôi thì lại không có ép tính năng của Kelly. Những cái tính năng mà mình đang dùng hiện tại thì nó chỉ là tăng tốc chạy xe này. Ở đây sẽ là tăng cái lượng chống chịu khi mà kẻ địch bắn vào giáp này. Với lại thì sẽ là như kiểu là mỗi lần giết được một kẻ địch sẽ tăng thêm một cái lượng EP nhất định. Đó, tức là kẹo chỉ có 3 cái tính năng đó thôi. Ok, giảm thanh, quá đã luôn. Ở trận này thì mình sẽ trang bị giảm thanh luôn nhé. Các bạn là chơi team 2 người, trang bị giảm thanh để dễ lấy top 1 nha anh em. Sát thủ hiện tại thì cũng đã trang bị giảm thanh vừa rồi. Quan trọng là hiện tại thì tôi và sát thủ sẽ phải kiếm thêm mạng để ăn. Thì cái này nó mới là cái vấn đề chính nhá. Ồ, đâu vậy? Người đâu vậy hả? À, ở ngay phía này. Cái đậu xanh, hai đứa cả. Ok nhá, em ơi. Nữa hả? Đậu xanh. Sát thủ ơi, nhanh tay quá vậy ông. Nữa hả? Ok. Như vậy là sĩ kẹo cũng đã có được hai mạng ở trong cái tình huống này. Thế là kẹo đã có được mạng thứ 7 rồi nha anh em ơi. Hôm nay thì sẽ cố gắng là kiếm tầm khoảng là chục kill lấy top 1 là vừa nhá. Đấy, nói chung là nó chỉ như thế thôi, chứ còn là mình không cần phải nhiều hơn nữa đâu. 10 kill là quá đủ. Ok, có được một cái giáp chống nổ, khá là ổn mọi người ơi. Tôi nghĩ là cái giáp chống nổ này nó còn tầm khoảng là 80% cái lượng giáp chống chịu sát thương cơ, nên là chơi cũng khá là ok nhá. Nếu như mà bây giờ kiếm được một chiếc xe ngon chạy thì tốt anh em ạ. À, thằng nào chạy xe vậy hả? Từ bạn ơi, xấy xe nó luôn, đậu xanh. À, đậu xanh. Sao tảng đá hả em? Đẩy qua luôn. Hello bạn ơi. Hello bạn ơi. Ui, phóng lựu cả, ghê vậy. Phóng lựu cả, ghê vậy. Ây, phóng lựu cả. Ây, nhưng mà sát thủ nó lại ăn mạng rồi. Sát thủ ơi, ăn ít mạng thôi ông ơi. Ăn gì mà nhiều mạng vậy hả? Ui, đậu xanh. Ở dưới có người cả, căng vậy. Nào anh em ơi, hello. Chưa thấy ai cả luôn này. Làm gì mà lại căng quá cơ. Ok, vậy là mình đã có thêm được một cái báng súng nữa. Nòng súng thì mình sẽ để nòng 3 dự phòng ở trong ba lô nhá. Khi nào mà bị lộ vị trí thì tất nhiên là mình sẽ trang bị vị trí của nòng 3 vào nòng giảm thanh nhé mọi người. Ok. Wow, đạn phóng lựu này. Kẹo bây giờ sẽ chơi phóng lựu M79 nha. Hiện tại thì mình chỉ có là 2 viên M79 thôi, nhưng mà mình vẫn rất là tự tin ăn mạng nhé. Ok, 12 người chơi nữa. Chúng ta sẽ chạy theo cái lối này coi. Wow, chưa thấy ai cả. Và phải nói là 1 phút nữa thì bom nó mới thu lại cơ. Nên là bây giờ chúng ta sẽ chạy vào trong cái vùng trung tâm nha mọi người. Đấy, tôi nghĩ là sẽ có nhiều thanh niên ở đây. Và tất nhiên là nhiều người thì chúng ta sẽ ăn được nhiều mạng hơn rồi. Hello, wow. Đứa nào gầy mìn mà thâm vậy hả? Có một cái thứ nhỏ ngay chỗ này. Đậu xanh. Kẹo vừa phá xe rồi nha em ơi. What the hell, có người hả? Em ơi, xuống xe đi em ơi. Chạy đâu vậy hả em? Úi dồi ôi, ăn đạn phóng lựu nhé. Úi dồi ôi. What the hell, lại là sát thủ ăn mạng. Chán nản quá cơ. Sát thủ ơi, ông ăn nhiều mạng quá là tôi sẽ out game đấy. Chứ còn là ông ăn quá nhiều mạng rồi. Ok ok. Trong khi đó thì kẹo mới chỉ có được 7 kill. Biết thế là chơi solo cho nó nhanh anh em ơi, để ăn được nhiều mạng hơn. Chơi đua là đồng đội ăn cục xúc quá nhiều anh em. Đây là team bạn khi có một cái thằng đồng đội cục xúc. Đấy, bắn cực lên nhanh và hầu như là mình còn chưa kịp bắn nữa cơ.
Hello, dưới này còn có ai không vậy? Vì là lúc nãy thì khẩu súng M79 hết đạn, nên là kẹo đã vừa đổi qua khẩu súng MP5. Đó, và combo một súng trường, một súng tiểu liên sẽ là một cái combo phải gọi là chơi khá là ổn nhá mọi người. Đấy, với cái combo này thì chúng ta có thể là dễ dàng lấy top 1 luôn nha anh em. Đặc biệt là súng trường lại còn là súng Oza nữa thì phải gọi là sấy cực kỳ là đã tay. Hello, dưới này và kẹo vẫn chưa thấy ai cả. Trong khi đấy thì còn lại 7 người chơi nữa. Đã trừ đi vị trí của tôi và sát thủ. Để coi. Tôi đang bị lộ vị trí trong UAV nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả. Ai không hiểu sao nữa. Sát thủ ơi, bên đấy có người không vậy? Có người không ông ơi? Chưa thấy mọi người ạ. Lượn lờ qua phía này coi nào. Wow, vẫn chưa có thấy. Còn lại có 7 thằng nữa. Ok anh em ơi. Trong khi đó thì kẹo mới chỉ cứu được 7 mạng. Sát thủ tôi nghĩ là đã cứu trên 10 mạng rồi. Vì là từ đầu trận đến giờ thì mình để ý là sát thủ bắn khá là nhiều nhá. Ồ, chưa thấy ai cả. Và không khí ở đèo đá bây giờ cực kỳ là trống trải. Cái khu vực ngoài này thì nó lại chẳng có cây nữa nên là trống trải là một cái điều hiển nhiên. Nhưng mà kêu tận 7 mạng. Thế mà lại chỉ có 3 mắt xem thôi à? Úi dồi ôi, chắc là mấy ông thoát ra và chơi trận mới hết rồi. Lên trên này thử coi. Bo lần này thì nó lại hơi bị sao một xíu. Nên là từ từ, rồi là chúng ta sẽ chạy qua ngay nhé mọi người. Wow, chưa thấy ai cả. Vắng quá trời vậy. Chạy lên thẳng phía trên này coi sao. Wow, một thanh niên nữa đã phải rời khỏi trận đấu. Thế là như vậy bây giờ chỉ còn lại có 6 người chơi. Ây à, mạng càng ngày càng ít đi rồi. Như thế thì trong trận này kẹo sẽ ăn được ít kill mà thôi mọi người ơi. Không biết là mình có kill đủ 10 kill không nữa. Ngoài này thì sao nhỉ? Ngoài này chưa thấy ai. Chuẩn bị là 6 giây nữa thì vòng an toàn nó sẽ thu lại nha. Đây và tôi vẫn đang chờ đợi là bot thu lại để có thể là kiếm người nó dễ hơn bao giờ hết. Không có. Rất là yên lặng mọi người ạ. Có cái gì đâu chứ. Không thấy một ai cả. Hôm nay công nhận là cái việc kiếm người cũng tương đối là vất vả đấy mọi người. What the hell? Sao vậy mọi người? Cơ bản là trận ngày hôm nay thì nó là một trận squad cơ nhưng mà Huỳnh Nhi chết từ đầu trận rồi. Thế nên là tôi cứ nghĩ là đùa với squad anh em ạ. What the hell người chạy hả? Úi dồi ôi em ơi, lại là sát thủ ăn mạng. Cay quá mọi người ơi. Nên là có thể là sẽ có trường hợp đó là một team squad cho nó đi chung với nhau luôn. Đấy. Trong khi tôi với lại sát thủ tính đi tính lại thì cũng chỉ có là 1 cộng 1 bằng 2 người. What the hell kia rồi. Kia rồi nha em ơi. Đã phát hiện ra được hai đứa này. Ok nó một nhá. Nữa hả? Nốc 2. Và đây nữa này. Nốc 3 này. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu rồi? Lên bảng điểm số luôn này. Lên bảng điểm số này. Cho lên bảng điểm số luôn nhá. Và đây, thằng còn lại đi rồi. Úi trời ơi. Như vậy là kẹo đã vừa clear được nguyên một team squad anh em ơi. Đây. Bây giờ chỉ còn lại là một thanh niên cuối cùng nữa. Mình sẽ nhanh chóng lướt đầu cái đã. Và chúng ta sẽ cùng đi săn thằng cuối cùng nha mọi người ơi. Ok. Chạy qua đây thử con nào. Ây da. Chưa thấy một ai cả các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển luôn nha mọi người. Thằng cuối đâu rồi? Đây, bo chuẩn bị thu lại và tôi nghĩ là chúng ta sẽ sớm thấy được vị trí của thanh niên cuối cùng mà thôi. Ây da, kia rồi. Úi dồi ôi em ơi, chạy đâu về hải em ơi. À, chạy hải em ơi. Ây da, mạng này sát thủ ăn rồi. Như vậy là kẹo trong cái ván đấu này chỉ có thể là kill được 11 mạng mà thôi. Bật ghế ngai vàng lên và ăn mừng nào. Ok. Lên ngồi trên này luôn. Đó. Top 1 rồi nha mọi người ơi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.